2018 là một năm đánh dấu nhiều sự kiện lớn tại công ty Hokuyo Precision Việt Nam. Với sự quan tâm và đồng hành từ các công ty mẹ như công ty Hokuyo Park với 46,2% cổ phần, công ty SSD với 53,8% cổ phần, Hokuyo đã có những thành công đột phá nhất định. Từ sản phẩm ban đầu là khuôn bản mạch, năm 2018, công ty đã phát triển mở rộng lĩnh vực quy mô sản xuất sang sản phẩm linh kiện bản mạch tại Việt Nam. Năm 2018, dù đã trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, công ty Hokuyo Precision Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích mang tính bước ngoặt. Đáng phải kể đến đó là sự kiện xây dựng nhà máy Hokuyo Precision Việt Nam với số vốn đầu tư 400 triệu yên. Ngày 5 tháng 10 năm 2017, tại diện tích rộng hơn 7.000m2 này, những viên gạch đầu tiên của nhà máy Hokuyo Precision Việt Nam đã xuất hiện. Nhà máy được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại. Đây là một bước đột phá, đánh dấu sự phát triển sang một trang mới của SPV. Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Hokuyo Precision Việt Nam vui mừng chào đón sản phẩm đầu tiên xuất xưởng. Do trong giai đoạn đầu chưa có kinh nghiệm nên còn nhiều điều chưa được thông thạo. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo của các thành viên hội đồng quản trị và tổng giám đốc, với lòng quyết tâm vừa học hỏi vừa thử nghiệm, cùng với sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình từ các công ty trong cùng tập đoàn như Zhuhai, Gaocheng, Taiwan Sekiguchi, Hokui đang hoàn thiện và nỗ lực từng ngày. Ngày 25 tháng 7 năm 2018, nhà máy Hokuyo Precision Việt Nam được khánh thành và chính thức đi vào hoạt động chỉ sau chưa đầy một năm xây dựng. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, hàng năm công ty không ngừng nâng cao phát triển cả về số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công nhân viên. Năm 2018, bộ máy nhân sự của công ty được xây dựng chuyên nghiệp, khoa học hơn, phân chia thành các phòng ban riêng biệt với nhiều bộ phận theo nghiệp vụ. Với lợi thế về hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại, quy trình sản xuất nghiêm ngặt, chúng tôi hiểu rằng mỗi cá nhân cần phải ý thức luôn thay đổi để nâng cao năng suất lao động, tuân thủ nguyên tắc sản xuất để tạo ra sản phẩm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng với tiến độ nhanh nhất. Hướng tới mục tiêu phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đồng thời hiểu rõ được tầm quan trọng của việc quản lý chất lượng. Năm 2018, nhà máy SPV Việt Nam đã phấn đấu đạt được công nhận theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về quản lý chất lượng. Ngày 6 tháng 3 năm 2018, được Viện Tiêu chuẩn Anh BSI chứng nhận là hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với sản phẩm khuôn. Ngày 10 tháng 8 năm 2018, được tổ chức BSI Việt Nam chứng nhận là hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 với sản phẩm linh kiện bản mạch. Ngày 27 tháng 9 năm 2018, được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018. Mục tiêu tới tháng 10 năm 2019, toàn thể cán bộ công nhân viên quyết tâm đạt được chứng chỉ ISO IATF. Tiếp nối thành công những năm trước, năm 2018, kết quả kinh doanh của Hokuyo Precision Việt Nam cũng đạt được những con số ấn tượng và nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng lớn như Mectech, SEP, Chiyoda, Sumitomo. Xác định yếu tố nhân lực chính là nguồn gốc cho sự thành công và phát triển của công ty, Hokuyo Precision Việt Nam luôn có những chính sách quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân viên, đảm bảo chế độ phúc lợi xã hội với 100% người lao động. Đầu năm 2018, chỉ có nhân viên tại Hà Nội lên nhà máy mới có xe đưa đón. Đến nay, 100% nhân viên đều được bố trí xe đưa đón, đem lại nhiều tiện lợi và đảm bảo an toàn giao thông cho người lao động trên con đường tới nơi làm việc. Từ tháng 9, công ty đã có tổ chức các cái xe đưa đón cho toàn bộ công nhân viên đi để tránh tai nạn giao thông trên đường. Thì đây là một cái đãi ngộ mình nghĩ là nó rất thiết thực. Công đoàn công ty còn thường xuyên tổ chức các hoạt động như du lịch hè 30 tháng 4, giao lưu bóng đá, liên hoan văn nghệ 8 tháng 3, 20 tháng 10.
Hokuyo Precision Việt Nam luôn mong muốn được đóng góp vai trò quan trọng trong tập đoàn cũng như đóng góp vào sự phát triển chung của kinh tế xã hội Việt Nam, cùng với mục tiêu phải xây dựng một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm linh kiện bản mạch. Hokuyo Precision Việt Nam đã, đang và sẽ nỗ lực từng ngày để đưa công ty phát triển lên một nấc thang mới.